anh em vào đây. Vào đi em. Đấy, cứ 500.000 một phòng, muốn ở phòng nào thì ở. Ở đây giá thuê ngon bổ rẻ, không thuê ở đây thì thuê ở đâu nữa, phải không? Ừ, phòng ở đây cũng sạch sẽ gọn gàng đấy em nhở. Phòng ở đây nhá, vừa đẹp, lại gần trung tâm, thuận tiện đi lại. Anh nhá, anh toàn cho sinh viên thuê thôi, anh chỉ lấy tiền điện thôi, chứ không lời lãi gì đâu. Anh ơi, em hỏi thật anh nhá, phòng ở đây anh có thể cho thuê với giá hơn 500.000 mà, sao anh cho thuê rẻ thế? Hay là phòng này cho thuê chui, hay là có người gây án đây? Vớ vẩn, ở đây có cả người chết em ạ. Linh tinh nào, không có mấy cái chuyện đấy. Anh nói thật với chú này, chẳng giấu gì chú nhá, nhà anh rất là giàu, chẳng có gì ngoài đất cả. Anh cho người thuê để có người đi lại cho nhà cửa nó đỡ trông trải thôi. Dạ. Chứ tiền nong đối với anh là không quan trọng. Dạ, thực ra là cũng phải nói thật với anh là cái quan trọng nhất vẫn phải là an ninh. Chứ nhà em có mỗi một cô em gái, bờ cho đi thuê ở đâu cũng lo. À, em cũng ngại cái vấn đề an ninh anh ạ. Này, riêng về cái vấn đề an ninh nhá, anh đảm bảo với em luôn, an toàn tuyệt đối. Em cứ để em gái ở đây, yên tâm đi. Dạ vâng ạ. Ui, cái gì đấy hả anh? Hàng xóm đây khó tính anh nhở? À, ôi xảo ơi em ơi, cái con bé này ấy mà, nó có vấn đề về thần kinh ấy. Ban đêm mà chẳng may em nghe thấy có tiếng động lạ hay tiếng hét lạ ấy, thì em đừng để ý nhá, nó cứ bị làm sao ấy. À, ở đây, ở cái khu này này, có mỗi cái vấn đề đấy thôi, còn đâu các vấn đề khác ấy, ở khu này rất là đảm bảo. Thì dù sao người ta cũng là người có bệnh mà, chẳng lẽ anh lại đuổi người ta đi thì khổ thân người ta ra. Cùng là con người với nhau mà, em hiểu không? Anh thấy nhà này tốt bụng đấy. Em thấy phòng này thế nào Tâm? Em thì thế nào cũng được, miễn là anh ok là em đồng ý. Em ý thì chỉ đi học mỗi ban ngày thôi, chỉ cần một chỗ để ngủ ban đêm ấy mà. Thế thì thuê nhà ở đây nó lại hợp lý luôn đấy. Anh cũng thấy ổn đấy. Thế thì anh làm thủ tục cho em thuê cái phòng này đi. Ok, để anh làm hợp đồng luôn cho nhá. Ok anh. Lại có chuyện gì nữa đấy? Hóa ra anh chính là cái người ăn cắp đồ lót của phụ nữ rồi đúng không? Bảo sao mấy hôm nay ngày nào tôi cũng bị mất đồ lót. Hóa ra là anh, chính là anh ta. Không phải tôi. Cô có nhầm lẫn gì không đấy? Đây là anh trai của tôi mà. Hóa ra hai anh em cô giả vờ đến đây để thuê trọ, rồi dở cái trò đối bại này ra rồi đúng không? Cô bị làm sao đấy? Tôi chỉ là nhặt đồ lên giúp cô thôi mà. Chào cô này. Đúng là biến thái mà. Chứng cứ rành rành đây rồi, anh không phải cãi nữa. Hôm trước có thể tôi không bắt được anh, nhưng hôm nay anh đừng hòng chối tội, tôi sẽ đưa anh lên công an. Cô đừng mà vu khống. Anh đã dở trò biến thái, bây giờ còn dọa nạt người khác à? Đã thế tôi cứ hét toáng lên đấy, có ai không cứu tôi với? Ở đây có người dê sồn, sờ mông sờ người phụ nữ. Cô im đi. Tôi chỉ nói lại một lần nhá, tôi nhặt đồ lên giúp cô thôi, không có gì cả. Chấm hết. Ok. Tôi không im đấy. Anh định làm gì tôi? Thôi. Cho tôi xin. Cậu Trung này, tôi tưởng cậu là có vẻ ngoài bặm trợn, đầu gấu, nhưng hóa ra cậu là một kẻ biến thái đấy. Tôi đã cho em gái cậu thuê nhà với giá rẻ rồi, mà bây giờ cậu lại giở cái trò dâm mồ ra nữa à? Không phải như thế, cô ta làm rơi đồ, tôi nhặt lên giúp thôi, tôi có làm gì đâu. Ai khiến, ai mượn anh nhặt giúp? Đúng là cái đồ dê già biến thái mà. Cậu nhìn xem, cô ấy chỉ đáng tuổi em gái của cậu thôi, mà cậu nghĩ gì cậu lại làm cái trò đấy hả? Tôi... Thôi, bây giờ thế này nhá. Từ bây giờ tôi cấm cậu được đến khu trọ này. Nếu mà cậu muốn đến ý, thì cậu phải hỏi ý kiến tôi trước. Nếu mà cậu tự ý đến nhá, tôi sẽ đuổi cổ em gái cậu ra ngoài đường, biết chưa? Lần sau các người còn để tôi bắt được ấy, tôi sẽ báo công an, gô cổ các người lại. Đúng là cái đồ biến thái mà. Sợ mạnh đi anh trai. Cái gì đấy? Bỏ ra. Tao chỉ đang đi kiểm tra cửa xem đã khóa chặt chưa thôi. Mày kiểm tra kỹ đấy. Mày vào tận giường kiểm tra à? Không phải chuyện của mày. Nếu mà hôm nay không phải tao nằm đây mà là em gái của tao ấy, thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì nhở.
đúng rồi. Tao đã cấm mày vác mặt đến cái khu trọ này, thế mà nửa đêm nửa hôm mày vẫn ở đây. À, mày định dở trò gì với cái Linh đúng không? Mày bỏ cái trò gắp lửa bỏ tay người đi. Tao có mặt ở đây hôm nay để bắt cái thằng biến thái như mày đấy. Có chuyện gì đấy? Ở đây có biến thái, khu này có biến thái. Đừng đâu mà thôi. Anh em mình có chuyện để làm rồi đấy. Bằng chứng đâu? Bằng chứng đâu? Bằng chứng đây. Đây là chiếc camera đã ghi lại toàn bộ hành động dâm dê đê tiện của mày. Xem mày còn cãi nữa hay không? Cô còn đến tìm tôi làm cái gì? Chị ơi, chị cứ bình tĩnh đã. Em nghĩ có cái này chị cần phải xem đấy. Chó này! Mày lấy danh nghĩa thuê trọ, hết lần này lần khác giở trò những cô gái ở đây. Hôm nay mày gặp tao thì hết máu dây xùm nhá. Tao đố mày ra được đây đấy. Này, cái lũ tỉnh lẻ chúng mày không rách áo ôm. Tao đã cho ở trọ rẻ rồi, không biết điều à? Hả? Này, để xem mày và con em gái của mày làm được gì tao. Cảm thấy thích ý, bố mày gọi hội đến cho mày biết thế nào là lễ hội luôn. Mày hiểu không? Dành con này. Thế à? Anh thử gọi hội của anh đến đây để xem hội của anh hay hội của chúng tôi chiến hơn hả? Con không mong mở cửa ra. Anh mà động đến một cọng lông chân của anh trai tôi nhá, tôi cho anh biết thế nào mới là lễ hội đấy. Mở. Tôi thả anh bỏ vào, em mở. Nhanh. Mày chạy nhanh đấy. Từ bây giờ thì bỏ cái thói thấy con gái người khác một thân một mình mà giở trò dâm dê đi nhá. Con gái chúng tôi chỉ hiền lành với những ai xứng đáng thôi. Còn cái loại dâm ô đê tiện như thế này á, giết như giết một con rán luôn. Dạ, tôi biết rồi ạ. Từ bây giờ tôi hứa tôi sẽ không làm bậy nữa. Biết rồi thì nôn tiền ra đây. Tiền gì? 3 tháng tiền nhà, 1 tháng tiền cọc. Mày định nốt à? Nôn ra đây. Chả. Chả rồi đấy. Tao nói cho mày biết nhá, toàn bộ bằng chứng đã tao thu lại rồi. Tao mà còn gặp mày giở trò đấy với một cô gái nào nữa thì đừng hỏi tại sao nước biển lại mặn nhá. Vâng. Tôi biết rồi ạ, tôi hứa tôi sẽ không làm như vậy nữa. Biết rồi thì đi thôi. Đi đâu nữa, đêm hôm thì đi đâu? Lên phường. Mày tưởng là một vài quả đấm của tao thế đã xong rồi á? Có một đống người đang chờ để kết án mày kìa. Đi. Nói đùa quá đáng thế nhở, đã làm ăn được gì đâu mà cho người ta lên phường.